Xin kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh suy yếu nhưng ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao khiến cho Bắc Bộ sáng nay thì vẫn nhiều mây, âm u với nền nhiệt duy trì ở ngưỡng rét. Khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành đồng bằng, mức nhiệt chỉ dao động từ 17 cho tới 18 độ, vùng núi thấp hơn chỉ từ 14 cho tới 16 độ. Đến trưa chiều nay thì hầu khắp khu vực vẫn duy trì tình trạng mây nhiều khiến nền nhiệt không bật lên được. Mức nhiệt cao nhất ngày vẫn chỉ dao động từ 19 cho tới 22 độ. Cùng độ ẩm trong không khí vẫn cao là trên 75%, làm gia tăng sự mất nhiệt qua da, khiến chúng ta cảm giác rét duy trì cả ngày lẫn đêm. Sau đó, dự báo đến ngày mai 19 tháng 2 thì sẽ có thêm một sóng lạnh mới tăng cường, cộng thêm dòng gió mạnh trên mực 5.000m, miền Bắc sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa, mưa rào. Tuy nhiên thì hiện tượng nồm ẩm chưa có dấu hiệu quay trở lại. Ở miền Trung, không khí lạnh suy yếu khiến cho mưa giảm dần, thay vào đó thì trưa chiều nay, nhiều nơi trên khu vực sẽ xuất hiện nắng nhẹ. Dự báo mức nhiệt cao nhất trưa nay ở khu vực từ Thanh Hóa xuống tới Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên mức từ 22 cho tới 24 độ, trời rét nhẹ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào xuống tới Bình Định, mức nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Từ Khánh Hòa xuống tới Bình Thuận, trời nắng nhiều hơn, nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 27 cho tới 30 độ. Không khí lạnh khuếch tán về phía Nam khiến buổi sáng phương Nam khá là mát mẻ và dễ chịu. Sau đó thì trưa chiều nay, nắng vẫn sẽ xuất hiện và kéo dài đến chiều. Khu vực Tây Nguyên trưa nay thì mức nhiệt tăng lên mức từ 28 cho tới 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, mức nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 m và gây biển động. Bản tin thời tiết sáng ngày 18 tháng 2 cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.